Bibi muốn đi tắm và mặc quần áo đẹp để đón 3 ngày trở về. Em cầm quần áo thế này làm gì? Sao cầm quần áo đi bên này? Trời ơi, quần áo đi phải đi đâu? Bibi muốn lấy quần áo xuống rồi muốn đi tắm à? Chị đi tắm cho Bibi nhé. Xin chào tất cả mọi người, Bibi muốn đi tắm và mặc quần áo đẹp để đón 3 ngày trở về. Này, đi tắm rồi. Đi để chị với. Đi tắm rồi. Lên tắm trước à? Chờ chị lấy khăn nhé. Nào, chị sẵn đi tắm nhé. Ôi. Đây. Xả nước nha. Ngồi đây chị cởi áo cho. Ngồi đây chị cởi quần nha. Chưa. Bịt nhá. Được rồi. Đấy. Để tắm nhé. Để tắm. Đi ăn rồi đấy. Tắt nước nhá, lấy nước rồi tắm đã. Đấy này. Mát không? Bơi đi, đừng nhảy nữa. Bơi đi. Xuống mặt tù nhé. Bia ra đây. Này, nằm xuống. Này, tắm bìm nhá. Rồi, mặc quần nhé. Mặc áo trước. Vậy thì mặc áo này. Đây rồi. Này, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Không về vội, xíu ba về, tí nữa ba mới về cơ, ba chưa về luôn đâu, cứ từ từ. Rồi, mặc quần nhá, nha chị mặc quần nhá. Rồi, đẹp trai ngay. Đứng lại nào. Cái rồi đấy. Ngồi ra đây để chị thích cái này. Ôi, chạy nhanh rồi. Từ từ ba sẽ về đâu. Con chạy ra đây để mang. Đi chờ xin xíu nhé. Ôi, chị Bibi nấu cơm cho ba ăn nhé. Chờ ba về nấu cơm cho ba ăn nhé. Ai gọi rồi?